Rồi bên này lên con khí đồng học nè các bạn. Một con bên này con nồng nọc nè. Con nồng nọc. Chỗ này có con Delta mới nè. Cụ dài các bạn. À. Này chơi dù lượn. À con diều hồi sáng mình mới sửa, bây giờ mình lắp mình thả thử nha các bạn. Lắp mình thả thử xem ok không nha. Gì? Thấy gì tự chế chưa? Ừ. Lắp đi con. Quay bên trái nè con, qua đây nè con. Gạo qua đây nè con. Gạo qua đây nè gạo. Rồi, mình lên con diều sáng mình mới sửa nè. Xích ra kia luôn con. Qua bên trái. Bài cũng ổn các bạn, cũng ngay rồi nè. Cũng ok, cũng tốt rồi các bạn. Ôi, như nó hơi lạng vào bên trái rồi. Bên này thả mấy con đại bàng rồi các bạn, bị lên mấy con đại bàng. Con này có nồng nọc rồi nè.